lần thứ hai về thăm quê ngoài. Ngăn giường cao năm cổ xác xơ, hai tay ôm lấy năm mồ, khói hương nghi ngút quyện mờ giường cao. Lần thứ hai trở lại, mẹ khóc quê ngoại đều hiu như vườn cao sơ xác tiêu điều. Thấy mẹ ngồi khóc khi trời sắm bông mây chiều, con tôi bước nhẹ ra dừng kêu mẹ vì con biết mẹ quá khổ đau, nên dẫn nghi con về quê ngoại để thăm lại vườn cao, để cùng ôn lại kỷ niệm tuổi xuân thời sau khi mẹ lấy chồng để trừ nợ cũ. Con ơi chính ơi, ở đây 10 năm cũ trong những buổi chiều ta, mẹ ra đi ngửi hương cao nhìn khói quyện mái nhà, khói lên cao khói quyện thành mây, mây bay cao mây không trở lại nên mẹ buồn lo ai ngại sao. Mới 16 tuổi mẹ đã làm dâu, thế rồi cách trở sông cầu, một mình bà ngoại xây cao quét giường, chiều chiều múc nước kia dưới mương, tươi vườn mà nhớ mà thương con mình. Từ khi rời mái ở gia đình, đời mẹ như khói đã thành ăn mây, khói rời lửa khói đã bay sang ngang lỡ chuyến là đi không về, giường cao lạnh bóng trắng quê tóc và ngoài bạc mỗi khi nắng vàng. 16 tuổi đã làm dâu thiên hà, thân ngọc ngà đành qua kiếp làm trâu, mua khăn tang mẹ thôn nữ. Sau khi bước vào ngưỡng cửa làm dâu thì lại vướng nợ với con rồi. Sau khi mang thai con độ 4 tháng ngoài, người ta bắt mẹ nằm sấp trên mặt đất khô để đánh mẹ tơi bời vì mẹ lỡ làm bể một cái chén kiểu đời xưa. Sợ con trong bào thai nghẹt thở, mẹ trong đôi cùi chó với đôi đầu gối làm 4 chân như con thu để hưng lấy đòn roi cho đến khi da thịt đen bầm.
cô bà ngoại con đã